Bản tin địa ốc 24 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2024. Từ ngày 1 tháng 8, bắt buộc mua nhà đất phải chuyển khoản. Cảnh bỏ hoang khu đô thị nợ thuế lớn ở Hà Nội chờ xử lý. Khánh Hòa xóa đất ở không hình thành đơn vị ở tại 15 dự án. Hà Nội cấm tuyệt đối mua bán đất ở lưu trú trong cụm công nghiệp. Ban giao nhà chưa xong hạ tầng, danh khôi holding bị phạt 900 triệu đồng từ ngày 1 tháng 8, bắt buộc mua nhà đất phải chuyển khoản. Luật kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực thi hành sớm ngày 1 tháng 8 năm 2024, quy định một số điểm mới trong kinh doanh bất động sản, trong đó đáng chú ý là việc thanh toán mua bất động sản phải chuyển khoản. Cụ thể tại điều 48, Luật kinh doanh bất động sản 2023 quy định chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản nhận tiền thanh toán theo hợp đồng kinh doanh bất động sản Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản từ khách hàng thông qua tài khoản mở tại tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Như vậy theo quy định mới, các doanh nghiệp bất động sản nhận tiền thanh toán từ khách hàng thông qua tài khoản, còn theo luật kinh doanh bất động sản 2014 chỉ quy định việc thanh toán trong giao dịch bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán. Cảnh bỏ hoang khu đô thị nợ thuế lớn ở Hà Nội chờ xử lý. Khu đô thị mới Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Việt là đại diện liên danh chủ đầu tư nằm trong danh sách nợ thuế lớn chờ Hà Nội hướng dẫn xử lý. Theo quy hoạch được duyệt, dự án có quy mô hơn 34 ha, trong đó diện tích đất nhà ở là 157,678 m2, chiếm 43,76%, bao gồm khu chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ, khu nhà liền kề và khu biệt thự với quy mô gần 500 căn, dân số khoảng 6.400 người. Theo tiến độ, chủ đầu tư dự kiến đến năm 2019 sẽ hoàn thành công tác thi công và năm 2020 số người dân vào ở đạt trên 80%. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, tại khu đô thị mới Phú Lương rất ít người về ở. Hàng loạt căn biệt thự liền kề, xây xong phần thô nhưng bỏ hoang cho cỏ mọc, tạo thành khung cảnh hoang hóa, nhếch nhác. Xen kẽ đó có một số căn được thiết kế với kiến trúc khác biệt như tòa lâu đài, tạo nên khung cảnh lôm côm tại khu đô thị mới Phú Lương. Khánh Hòa xóa đất ở không hình thành đơn vị ở tại 15 dự án. Thông tin về một số hướng xử lý đất ở không hình thành đơn vị ở đã cấp sai cho các dự án trước đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân khẳng định việc cấp loại đất ở không hình thành đơn vị ở là sai quy định pháp luật về đất đai và hiện tỉnh xóa loại đất này tại hơn 15 dự án. Đối với những dự án chưa tiến hành hoặc đang trong quá trình triển khai, ông Tuân cho biết tinh thần là cần giải quyết tạm trú cho người dân để các cháu có điều kiện và học tại các trường học chứ không thể để các cháu thất học. Đối với các dự án chuyển cho nhà đầu tư thứ cấp, tỉnh đang chờ nghị quyết riêng của Quốc hội trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị về việc giải quyết những vấn đề tồn động sau thanh tra, kiểm tra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng cho rằng hệ lụy của đất ở không hình thành đơn vị ở rất lớn về đời sống người dân, y tế, trường học, phòng cháy chữa cháy. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Xây dựng kiểm tra tất cả các dự án, nếu dự án không đủ điều kiện vận hành sẽ khuyến cáo nhà đầu tư Hà Nội cấm tuyệt đối mua bán đất ở lưu trú trong cụm công nghiệp. Sở Công Thương thành phố Hà Nội vừa có văn bản phản hồi báo điện tử Tiền Phong liên quan đến bài viết Hà Nội rầm rộ giao bán shop house tại cụm công nghiệp, đồng thời đề nghị chủ đầu tư các dự án thực hiện theo đúng quy định. Cụ thể đối với cụm công nghiệp Kim Bài của công ty cổ phần tập đoàn Telin, Sở Công Thương yêu cầu chủ đầu tư tăng cường công tác giám sát, quản lý việc xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt, không để xảy ra trường hợp sử dụng đất sai mục đích trong phạm vi danh giới cụm công nghiệp đối với cụm công nghiệp phương trung do công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng liên việt làm chủ đầu tư sở công thương đề nghị ủy ban nhân dân huyện thanh oai tăng cường công tác giám sát quản lý việc xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt không để các doanh nghiệp hộ sản xuất sử dụng sai mục đích sử dụng đất ở lưu trú bố trí trung tâm thương mại shop house trong phạm vi danh giới cụm công nghiệp các dịch vụ hỗ trợ chỉ đáp ứng cho nhu cầu của các doanh nghiệp hoạt động trong cụm công nghiệp tuyệt đối không bố trí đơn vị ở lưu trú trung tâm thương mại trong phạm vi cụm công nghiệp Ban giao nhà chưa xong hạ tầng, danh khôi hầu đình bị phạt 900 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 900 triệu đồng đối với công ty cổ phần đầu tư danh khôi hầu đình có địa chỉ trụ sở chính tại phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và do ông Lê Thống Nhất làm người đại diện theo pháp luật với chức danh tổng giám đốc. Theo quyết định xử phạt, Danh Khôi Holding đã có hành vi vi phạm là bàn giao 402 căn nhà tại dự án khu nhà ở phía đông dạch Thủ Lựu, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa cho khách hàng khi chưa hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, chưa đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, chưa hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài đối với trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô, chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền đưa công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu cũng yêu cầu danh khôi hồ đình dừng bàn giao nhà hoàn thành việc xây dựng và có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền